nhiều binh lính tới đây à, có phải làm chậm uổng công thu xếp không? Hoàng thượng, hậu cung này là phạm vi trách nhiệm của nô tài. Vì an toàn của thái hậu, nô tài cần phải cẩn thận đề phòng. Hoàng thượng đồng lòng thông cảm đi. Tất cả lui hết đi. Bây giờ hoàng thượng đã kêu lui ra hết, còn không lui ra à? Phải rồi hoàng thượng, từ nay ngài muốn làm gì ngài cứ kêu nô tài làm thay là được rồi. Hoàng thượng tuyệt đối đừng tự ý một mình quyết định, lỡ như có hiểu lầm gì làm sao ăn nói với thái hậu được chứ. Ngài nghĩ có đúng không? Xin cáo từ. Đi thôi. Mạc đại nhân, nhiều sách như vậy đại nhân đều xem qua hết sao? Ừ. Hèn chi là đại nhân có thể làm cung chính lục phẩm, không giống như tôi lần tới lần lui cũng chỉ biết học có mấy cuốn y thư. Cung chính lục phẩm thì sao chứ, chẳng qua chỉ quản lý việc lặt vặt ở hậu cung, quản lý cung nữ và thái giám, không giống nam nhi chỉ cần học hành thi cử thì có thể thượng triệu lượng chính, tạo được công danh. Không sai, như vậy thật sự không có công bằng chút nào. Tại sao nữ nhi không thể tham gia khoa cử? Tại sao sinh con trai thì được chơi ngọc, sinh con gái chơi tắm ngói? Tại sao nam nhi tam thê tứ thiếp, còn nữ nhi thì tam tùng tứ đức? Hạ thái y, thật ra tôi rất khâm phục thái y dám cải nam trang vào thái y viện, khiêu chiến chế độ nam nữ không bình đẳng. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thái y viện chỉ nhận nam, kết cục thì sao? Chém đầu truy nã. Cả tánh mạng cũng xém mất. Trong sử sách có vị hoàng đế nào không bất chấp tội danh chém đầu, khởi nghĩa đăng cơ? Muốn việc lớn thành công thì phải không sợ chết. Đúng vậy, hành y cũng như vậy, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người, cứu mạng trị thương, là nam hay nữ thì có liên quan gì chứ. Đáng tiếc những quy tắc này đều do nam nhi quy định, nữ nhi không có quyền tham dự. Tuy bây giờ vẫn chưa có, nhưng mà tôi tin sau này nhất định sẽ có nữ trạng nguyên, nữ thượng thư, nữ tướng quân. Còn có nữ thái y. Điều này đương nhiên rồi, nếu như có cơ hội tôi nhất định phải làm việc nghĩa. Hạ thái y, tôi cảm thấy tôi và thái y rất có duyên. Sau này thái y gọi tôi là tỷ tỷ, gọi cung chính thấy xa lạ quá. Vậy đại nhân cũng đừng gọi tôi là thái y nữa, nghe nó xa lạ quá, cứ gọi tôi là tiểu thiên đi. Tiểu thiên. Thật đáng tiếc bây giờ mới quen được tỷ, muội sắp ra khỏi cung rồi. Nếu quen biết tỷ sớm hơn, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thân thiết. Nếu có duyên phận, chúng ta sẽ gặp lại mà. Cung chính. Đại ca, về phần Lý Bảo Xuyên giải quyết xong chưa? Không có gì, chúng ta có thể đi. Cung chính, cảm ơn cô. Hoàng thượng khách sáo, đây là việc dĩ nhiên nên làm. Nè đại ca, bên quân có phải vẫn đang thiếu người không? Quân có thể nhờ mà cung chính giúp đỡ. Cung chính từng đọc rất nhiều sách đó, kiến thức rất rộng. Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta phải đi. Vậy muội đi nha tỷ tỷ. Hoàng thượng đi thong thả. Mặt cung chính, chuyện đêm nay xin hoàng thượng yên tâm, chuyện đêm nay dĩ nhiên không nói với bất cứ ai. Cảm ơn. Tiểu thiên, tối nay muội phải chịu khó ngủ ở ngự thư phòng. Đại ca, quên đừng có nói như vậy. Ngự thư phòng này là nơi hoàng thượng đọc sách và làm việc. Chà, không chừng ngủ một giấc thì đột nhiên thông minh hơn. Ê, nhưng mà ngự thư phòng này hơi khác với tưởng tượng của muội. Hả? Có chỗ nào khác? Muội cứ tưởng nó được trang hoàng lộng lẫy, chạm trổ tinh vi, châu báu đầy nhà. Trong sử sách có chuyện giống như muội nói, nhưng mà huynh không thích.
Chỉ là một nơi nghỉ ngơi trong cung, yên tĩnh thoải mái thì được rồi. Quỳnh nói không sai, đại ca Quỳnh đúng là một hoàng đế anh minh đó, không thể so với Hùng Quân. Đại ca, muội nghĩ cũng không còn sớm, có lẽ muội phải về, Quỳnh tiễn muội được không? Đừng vội về, dù sao bây giờ Thái hậu vẫn còn đang ngủ, đợi ngày mai Thái hậu thức dậy rồi tính. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Quỳnh rất muốn nói chuyện với muội. Muội ở chỗ mới có quen không? Quỳnh nghe Tiểu Tam nói muội dự định mở một tiệm thuốc, có phải không? Tiểu Thiên, bẩm hoàng thượng, Thái hậu đã thức.